xấu như chó, xấu vãi hồn. Người gì mà không có ngực mông thì lại lép. Đâu rồi? Alo? Rồi, rồi, Linh nghe đây nè. Ok, đấy không? Rồi. Còn chưa kể là thấy không? Người ta là phải eo ót, còn đây còn không thấy eo đâu cả. Xấu như người ta, cái phong cách người ta là như vậy chứ bộ. Ok, phong cách, ok, tiếp tục về tính cách này. Tính cách. Má, dây lầy vãi lồn ra. Đéo thể tả được, đéo thể hiểu được, hiểu không? Trẻ con ra trẻ con, người lớn ra người lớn. Cũng đéo được mà xoạc cũng đéo xong rồi. Là cái dạng kiểu giống như là một nửa với giờ đút vào thì thốn mà rút ra thì mẹ đéo không ra thích gì nữa. Tibi, alo Tibi hả? Em mày ơi, mày đang đâu á? Đang ở nhà. Tao có một cái câu hỏi hỏi mày nè, mày phải trả lời thật thẳng thắn luôn nha. Mày thấy tao là người như thế nào? Mày cứ nhận xét thẳng thắn về con người tao đi. Mày thấy tao là người điếm thúi hay là như thế nào? Mày cứ nói thẳng đi. Tao thấy thì trong công việc á, không có hoa mỹ, phải là nói không, tao không có livestream, không có gì hết. Mày phải nói theo cái kiểu vậy, chính xác là mày nghĩ về tao. Mày đừng có kiểu trong công việc rất là hòa đồng mấy gì, hiểu không đó? Mày phải nói chính thẳng thắn đi, nói theo cái bạn bè ha. Thì thấy mày thiên ta trả lời mà hay nhõng nhẽo. Cái gì hay nhõng nhẽo, thoải mái vậy trời, mày định im cái miệng coi. Thiệt, cái gì mà hay nhõng nhẽo? Tao nhõng nhẽo với ai? Mày hay nhõng nhẽo chứ gì nữa? Tao nhõng nhẽo với ai? Thì nhõng nhẽo đâu? Như vậy. Thì tao thấy như vậy. Rồi ok thôi. Hay nhõng nhẽo, ok rồi, gì nữa? Hay nhõng nhẽo. Gì nữa ta? Tao thấy mày hay nhõng nhẽo thôi à? Trời ơi, trong mắt mày tao là một người hay nhõng nhẽo vậy thôi hả? Giống như con mèo con vậy á. Ok, bây giờ anh nói đi, anh cảm thấy em là một người như thế nào? Anh cảm thấy em là một người như thế nào? Hòa đồng. Anh phải nói thật đi, anh đừng có khen những cái lời mà nó xáo rỗng như vậy. Anh cảm thấy Thi là một người có tính tình là hòa đồng nè. Vui vẻ và rất là dễ thân thiện. Rất là dễ thân thiện. Cái gì nữa không? Không có. Thôi mình phải nói làm sao ta? Thì anh cứ trả lời thẳng thắn đi, anh trả lời thẳng thắn hả? Thẳng thắn đi. Thẳng sao mày thắng đúng không? Đúng rồi. Chứ không có đi luôn hả? Đúng rồi, thẳng sao phải thắng lại nha. Nói đi. Anh chi đáo quá. Thôi em sẽ gọi cho bà Diệt Ký. Alo Diệt Ký hả? Em có một câu hỏi muốn hỏi chị, và chị phải kiểu trả lời thực sự thẳng thắn và không có một cái gì nha. Nghe thấy nguy hiểm rồi đó nha. Ok, thì em có một chị đang đau bụng, mắc ỉa đúng không? Thì em nghĩ đó là chị không cần, chị hứa với em là chị không được nói những lời hoa mỹ hay là gian dối nha. Bởi vì chị là người rất là thân cận với em luôn. Thế nên là hôm nay em muốn nghe đó là chị nghĩ gì về em. Nghĩ gì về em là sao? Ý là trong mắt chị thì em là một người như thế nào? Hay xéo sắc cái gì, nói nhiều hay xéo sắc? Hay xéo sắc. Không có mà. Wow, không có mà. Em muốn xéo sắc ai đâu? Mỗi lần mà wow là các bạn biết là đang xéo sắc đúng không? Nhớ nha, mỗi lần đó wow là ta đang xéo sắc đó. Em xéo sắc với ai? Ô, ai mà chả, mấy người mà chả xéo sắc được, đừng có cãi. Không có. Chị nói lại, chị thấy em là gì? Nói nhiều hay xéo sắc, why? Ủa, tự nhiên cái why đó là tính mấy người hỏi tôi. Rồi ok, nói nhiều hay xéo sắc, ok. Xong rồi có không cần hoa mỹ đúng không? Không cần hoa mỹ. Nhớ nha. Ok, hay. Sao chị lại nói? Em nghi rồi là chị sẽ nói cái đó rồi. But why chị, why? Tôi đã hỏi là không cần hoa mỹ đúng không? Chị cười quá à. Chứ giờ sao? Chị cười luôn. Đó là hả? Hay bị đau bụng xì hơi rồi. Hay bị đau bụng đi. Hay bị đau bụng thôi. Được rồi. Em không cần muốn nghe gì, chị hết gì để nói về em rồi đúng không? Được, nghe gì nữa không? Hết rồi. Được rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. Ok. Thôi vậy còn nhiều lắm.
Rồi em cảm ơn chị rất nhiều, bye bye chị. Alo chủ Piu hả? Sorry. Anh đang đâu á? Anh đang nói chuyện chưa? Anh rảnh không? Anh rảnh không? Em hỏi anh một câu à. Ừ, anh nghe nè. Ờ, anh thấy em là người như thế nào? Hả? Anh thấy em là người như thế nào? Tốt. Tốt thì không? Tích cực. Tốt, tốt thì là đủ rồi đúng không anh? Anh hỏi gì? Thấy em có cái gì xấu không? Xấu hả? Ừ. Xấu? Chẳng có gì xấu rồi. Đi dài không thấy có gì xấu hết. Không thể được như Ngọc Trinh ở mông to đít bự các kiểu thôi. Thì ngoài cái đấy là ok đúng không? Đít vụ gì? Không không, em đang kiểu tổng kết lại coi thử người xung quanh em cảm nhận em là người như thế nào. Mày rảnh quá. Chứ làm mày rảnh quá thì mày làm kiếm cái gì có ý nghĩa mà làm cho nó thiệt. Ý nghĩa mà đái luôn anh, nên là mọi người nghĩ gì về anh đi, biết đâu chỉ cảm thấy những cái điều bất ngờ xảy ra anh hiểu không? Anh đéo quan tâm, địt mẹ mày chơi được thì chơi, đéo chơi được thì cút. Địt mẹ cảm cảm cái lồn, bố mày đang bận cái này, cảm hết cả cảm. Rồi rồi rồi, vậy nhá, cảm ơn anh nha. Ok bye. Rồi bye anh. À đúng là Thánh Biêu, đúng là Thánh Biêu. Alo, rip 113 ơi, rip 113. Ơi. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông phải trả lời thật thẳng thắn nhá. Được thẳng thắn á? Ờ đúng rồi, phải thẳng thắn, không được kiểu sợ hãi một cái thế lực nào đó mà trả lời không thật thẳng thắn nha. Đó là hôm bữa ông gặp tôi á, thì ông cảm thấy tôi là người như thế nào? thì ông nói tôi trước rồi tôi nói là ông. Ờ thì ở chung là bà ở chung là bà dễ thương với lại là bà hòa đồng. Em biết ngay ai cũng kêu hòa đồng, bây giờ ngoài hòa đồng ra còn cái gì khác nữa không? Dễ gần, gần gũi, thân thiện đấy. À, trời ơi, nãy giờ đúng là có mỗi mình ông này nói mình tử tế luôn á, ai cũng... Cảm ơn ông nhiều nha. Tôi muốn hỏi Bảy là, Bảy cảm thấy tôi là người như thế nào? Tính cách và nhan sắc. Tính cách và nhan sắc? Ừ. Và nhan sắc trước đi. Ok, nhan sắc. Trời, suy nghĩ gì mà lâu vậy trời? Phải tìm từ chứ. À, phải tìm từ. Ok. Thường nhan sắc người ta thường nói như thế nào ta? Xinh đẹp là được rồi. Xinh đẹp. Không biết rồi. Nếu mà tự xinh thì nó không đúng lắm. Ok. Dễ thương. Đâu đâu đó, từ ở đầu. Ờ, dễ thương thì chắc có một tí đi. Cái này cũng chả để biết nữa. Thường thì lúc nào cũng... mặt ra nhìn thẳng mặt anh. Tại sao cười? Why? À. Ta gọi là xinh nè, ở dễ thương nè. Ok. Nhìn mặt hơi hâm một tí. Rồi ok, chấp nhận luôn. Đó, vậy. Rồi gì nữa? Đáng yêu. Thì dễ gần nè. Đáng yêu thì nó cũng tính trông như là cái gương mặt rồi, con gương mặt. Dù gì tính cách cái mặt đáng yêu nhưng mà cái tính hãm lờ thì nó vẫn là hãm lờ chứ đâu có phải là dễ thương được đâu. Đúng không? Dễ gần là hãm lờ. Ơ có hãm không? Trời ơi. Thật ra đúng rồi đó, nãy tôi tìm từ nãy về mới nói tôi mới thấy hồi hồi từ đó là như diễn tả một cách chính xác nhất luôn. Ủa gì kỳ đó. Hãm lờ nhưng mà theo hãm lờ cú te đúng không? Tức là nó không hãm mà hãm quá nhưng mà nó hãm lờ theo một cách tốt. Ok, hãm vừa đủ rồi chứ mình chấp nhận được. Alo, alo Năng Ngu hả? Ê, tao nói mày nè, tao đang có một cái chuyện rất là quan trọng. Bây giờ tao nói mày thì mày phải trả lời hết sức là thật nghe chưa? Nữa hả? Nữa cái gì mà nữa mày? Tao hỏi thiệt đó là trong mắt mày tao là người như thế nào? Trong mắt của em ấy, chị Mitty là người như thế nào? Nguyễn Thái. Mày còn dùng một cái từ gì đó rất là dễ thương hay là rất là yêu thương em út hay gì không hả mày? Phải chắc mày yêu thương tôi. Ê mày nói tao không yêu thương mày đi mày. Người nào cũng Năng Ngu, Năng Ngu. Năng Ngu như thế là yêu thương mày đấy, mày biết không? Tao kêu Năng Ngu là tao kêu dễ thương mày hiểu không? Còn kiểu tao kêu là tao kêu ê Nguyễn Ngân ấy mới gọi là không yêu thương mày. Năng Ngu là kiểu như kiểu nickname ấy mày hiểu không? Mày không biết gì cả. Rồi còn cái gì okay. Nữa không cậu? Còn gì nữa không cậu?
quan tâm đến em. Thôi mày giả tạo quá, thôi được rồi, bye mày. Má, biến thái. Về biết tay tao. Anh thấy như thế nào? Đúng rồi. À, anh thấy em vẫn điên điên khủng khủng như mọi khi thôi. Không, ý em là tính anh nhận xét em là con người như thế nào, tốt hay xấu, hay kiểu tính cách như thế nào á. À, con người như thế nào? Con người em là tốt nè, vui tính, mà giờ này anh không biết nha. Giờ này anh ít gặp em. À, ngày nào anh chả gặp em. Tao có mấy bữa tao gặp thôi. À, thôi thì tốt với vui tính rồi gì nữa. Cute baby. Vãi thật, cute baby. Có quá dữ không anh? Hả? Có quá dữ không? Đấy. Nói chung là gom lại là anh tổng kết là vẫn còn quá dữ. À, quá dữ à. Ok, cảm ơn anh. Ok, thế nha. Bye bye anh. Hello anh Violet hả? Hello anh đây. Anh đây. Có đang bận không? Em hỏi sơ sơ thôi mà. Ok em hỏi đi không sao. À, em điện thoại anh là kiểu cuối năm rồi ấy, thì em làm một cái khảo sát mọi người xung quanh em nghĩ như thế nào về em, thì anh phải nghĩ về em như thế nào. Ấy là anh không phải nghĩ về em mà anh cảm thấy em là người như thế nào ấy. Đây là trước mặt bao nhiêu người đúng không? Ok. Là anh nghĩ em là người như nào đúng không? Ờ, nhưng mà khoan, em hỏi anh, hình như là anh có bán cái đồ ăn vặt đúng không? Đúng rồi, anh có bán hai phút ăn, à, quảng cáo luôn à, hay quá nhỉ, chắc chắn là người tốt rồi đấy. Thì đấy, em biết anh bán à, thì em à, anh còn như anh cũng bán da gà đúng không, bữa em ăn của Tippy thấy ngon quá, bao nhiêu ấy. Có gì anh ship em. Ờ, có gì sẽ đi em giá, bảng giá ra nha. Ok, anh, thôi rồi, giờ anh nói em đấy, người như nào đấy. Câu vừa rồi tôi là biết tin ngọc người tốt nào đấy. Qua câu nói vừa rồi tôi là tôi biết tốt nào. Ờ, xem nào. Thi Ngọc à, xem nào, Thi Ngọc là một người mà mình lại không được công kích cái dịp, người ta gọi là tiếp cận và xã giao nhẹ, có cơ hội, cho nên là nếu mà theo nhanh hình dung thì Thi Ngọc trước đến hai ba anh là một cô gái mà thông minh này, Thi thông minh này, ý ảnh này. Em nghe ai ho anh nói không, cái chuyện ho là cái chuyện của ho, cái chuyện Thi Ngọc là chuyện của Thi Ngọc, em đừng lo. Ok anh nói chuyện của Thi Ngọc xinh đẹp, em đừng cản anh nữa. Và thời điểm Thi Ngọc hỏi không gà bao nhiêu tiền là anh Thi Ngọc số 1 rồi. Đó, thì trước nay là như vậy. Nhưng thật ra mà nói bây giờ nhá, chia sẻ em rất thật lòng bởi vì đang suy để anh thích Thi Ngọc hồi xưa hơn bây giờ. Ồ vậy hả? Tức là ý là về ngoại hình nhá, chứ không phải ý là tính cách. À, ngoại hình thôi đúng em, không? Chỉ tính cách em vẫn như vậy. Vẫn dễ thương, vẫn thông minh, vẫn rất là đáng yêu. Đó, nhưng mà chỉ là ngoại hình theo gu của anh thì là anh thích Thi Ngọc ngày xưa hơn. Thi Ngọc mà Thi Ngọc bây giờ thì cũng xinh, nhưng xinh theo kiểu nó cá tính quá. Anh thì cái sở trường của anh là anh thích kiểu bánh trưng bánh bèo hơn. Đó, Thi Ngọc hồi anh học ở Sabaco, hoặc là sau đấy một thời gian ở Puerto Rico thì anh thấy thích kiểu đấy hơn. Rất tiếc là vì của Hoa có chủ rồi, chứ không chủ thì anh cũng gạt anh luôn. Ok, cảm ơn anh nha. Okay. Nhớ inbox em bảng giá nhá. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Bye bye anh nha. Anh nhìn lại. Alo. Sao anh? Ghi lại, tưởng anh gọi hỏi tào lao bị đéo. À, bây giờ là nghiêm túc đúng không? Thì ok, thì anh cảm thấy em là người như nào? À, xấu như chó, xấu vãi hồn. Người gì mà không có ngực mông thì lại lép. Đâu rồi? Alo? Rồi, Linh nghe đây nè. Ok, đấy không? Rồi. Còn chưa kể là thấy không? Người ta là phải eo ót, còn đây còn không thấy eo đâu cả. Người ta, cái phong cách người ta là như vậy chứ bộ. Ok, phong cách, ok, tiếp tục về tính cách này. Tính cách. Má, dây lầy vãi lồn ra. Đéo có thể tả được, đéo có thể hiểu được, hiểu không? Trẻ con, người lớn ra người lớn. Cũng đéo được mà xoạc cũng đéo xong rồi. Là cái dạng kiểu giống như là một nửa với giờ đút vào thì thốn, mà rút ra thì đéo không ra thích gì cơ à. Bé thì chết. Em đừng làm thế với em. Đừng. Nhưng mà anh đi đâu đấy, sao anh đi về. Ai thật chứ. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye.